đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tịnh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và quý Phật tử theo dõi trực tiếp kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Đề tài hôm nay là thời niên thiếu, hôn nhân và xuất gia của Đức Phật, tức là bài thứ hai trong chuỗi bài cuộc đời Đức Phật. Các dữ liệu được nêu ra trong pháp thoại này đó dựa vào kinh Thánh Cầu, tức kinh Trung Bộ 26, kinh Đại Bát Niết Bàn tức Trung Bộ 16, kinh Đại Kinh Sắc Cha Ca tức Trung Bộ 36, kinh Hy Hữu Vị Tạng Hữu Pháp tức Trung Bộ 123, kinh Tăng Chi tập 1 và kinh Trường Bộ bài 14. Thì trong các bài kinh nêu trên đó, dữ liệu về thời niên thiếu và thanh xuân của Đức Phật đó, không nhiều lắm. Có lẽ phát xuất từ nhận thức rằng đó là quãng đời của một người phàm phu. Hoàng tử Gotama Siddhartha, nên các vị thánh khi biên tập kinh điển đó đã không chú trọng đến phương diện này. Thì cái nguồn dữ liệu mà chúng ta có được đó là rất hiếm hoi, của cái quãng đời từ lúc mới sinh ra cho đến năm 29 tuổi. Phần 1: thời niên thiếu của Thái tử Gotama Siddhartha. Dầu các kinh văn nêu trên đó đề cập rất ít về thời niên thiếu và thời hôn nhân của Phật Thích Ca, so với các nhà sáng lập các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì dữ liệu về Đức Phật Thích Ca trước khi giác ngộ vẫn còn nhiều hơn. Xin nói ví dụ như Chúa Giêsu trong Kinh Thánh Tân Ước hoàn toàn không đề cập đến quãng đời 30 năm từ lúc mới sinh ra cho đến lúc 30 tuổi. Làm gì, ở đâu, thân phận thế nào? Bốn bộ phúc âm chỉ mô tả 3 năm hành đạo của Chúa Giêsu trên lúc ông bị tuyên án tử hình, kết thúc mạng sống. Nên những lời dạy của Chúa Giêsu trong Cựu Ước rất ít so với hàng chục ngàn bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm. Có bốn yếu tố mà chúng ta cần để ý đến thời niên thiếu của Đức Phật. Thứ nhất là dự lễ hạ điền. Thứ hai đó, trước đó thì có lễ đặt tên. Thứ ba đó là
sự đón nhận giáo dục tại vương thành Kapilavastu, và thứ tư là đời sống vàng son của một thái tử đông cung. Về lễ đặt tên đó, thì trong vòng mấy ngày sau khi thái tử Siddhartha được hạ sinh đó, thì các vị tiên tri đã được mời đến. Nổi danh nhất là đạo sĩ Asita, tức A Tư Đà, đưa ra tuyên đoán duy nhất thôi, đó là thái tử Siddhartha sẽ không trở thành vua mà trở thành nhà tâm linh. Phần này tôi đã nói ngày hôm qua cũng khá kỹ rồi. Siddhartha đó có nghĩa đen trong tiếng Ấn Độ đó, sở nguyện thành tựu, tức là người hoàn thành được mọi ước nguyện. Vua Tịnh Phạn Suddhodana đã đặt tên cho con trai của mình đó, với nguyện ước đó, là sẽ thành tựu được đế nghiệp. Điều mà ông đã trông chờ đó cả chục năm. Mặc dầu lấy cả hai chị em Maha Mayadevi và Maha Bachavati trải qua cả chục năm như vậy đó, mà vẫn không có sinh con. Mối quan ngại lớn nhất đó, của các vị vua nói chung và vua Tịnh Phạn nói riêng đó, làm thế nào để có con mà không những thế phải là con trai để nói giỏi đế nghiệp. Do vậy hay tin hoàng hậu Maya Devi đó mang thai đó thì nhà vua mừng không thể tả. Cho nên đó, dựa theo cái đề nghị của hoàng hậu Maya Devi thì ông đó đã làm rất nhiều các việc dân từ, như là tặng lúa gạo cho các thành phần thất nghiệp, cơ nhỡ kém may mắn, tạo công việc làm cho những người có khả năng, giúp vốn cho những người thiếu cơ hội, để ân xá cho phạm nhân được giảm án tù, đoàn tụ gia đình. Nhưng không ngờ rằng á, sở quyền thành tựu mà Siddhartha thực hiện á, không phải là kế thừa ngôi vị đế vương, lại là cái con đường tâm linh. Vốn là điều mà vua Tịnh Phạn không hề mong muốn. Một sự kiện dầu không đề cập trong văn học kinh, nhưng mà nó được mô tả trong văn học dân gian Phật giáo, đó là lễ hạ điền. Vua Tịnh Phạn đã dẫn hoàng tử Siddhartha cùng với hoàng gia làm lễ trọng thể hạ điền vào mùa xuân. Đó như là một cái tập tục văn hóa cho ngành nông nghiệp vốn chiếm đại đa số tại Ấn Độ ngày nay. Còn ngày xưa đó, nông nghiệp đó là ngành chính. Lễ hạ điền có thể hiểu năm nay như là lễ gieo giống. Nghĩa đen đó là lễ xuống ruộng, bắt đầu cho cái vụ mùa canh tác đối với việc trồng lúa hay trồng rau quả củ, hoặc là trồng các cái loại gia vị. Ấn Độ là một quốc gia đó
nổi tiếng về sự đa dạng của các loại hạt gia vị để phục vụ cho việc ăn uống. Thì trong cái lễ nhộn nhịp khiến cúng thần linh, ca múa sướng hát, sau đó ăn mừng thì tại lễ Hạ Điền đó, thì dữ liệu văn học và dân gian Phật giáo đó mô tả rằng là Thái tử Siddhartha đó đã không bận tâm đến những cái niềm vui đó, lẻn rời ra khỏi lễ hội với một cái khoảng cách có thể nhìn thấy được, lẻ ngồi dưới một gốc cây để ngồi thiền. Thì văn học dân gian Phật giáo mô tả có nơi thì nói là khoảng 7 tuổi, có nơi nói là khoảng 10 tuổi. Dĩ nhiên phương pháp thiền vào thời của Đức Phật thuộc về thiền của đạo Bà La Môn. Và đối với một cậu bé, dù là hoàng tử đi nữa, cũng không thể đi vào chiều sâu của thiền được. Nói cách khác là ngồi tĩnh tâm thôi. Nó đối lập lại với cái bối cảnh vui nhộn của lễ Hạ Điền đang diễn ra trước mắt. Dữ liệu này góp phần cho chúng ta hiểu về cái cuộc sống cổ đại Ấn Độ. Mà với vua chúa cùng với mọi thành phần xã hội đó đều phải làm nông. Vua chúa dĩ nhiên là không trực tiếp làm, nhưng mà đến chứng minh lễ để khích lệ tinh thần nông nghiệp, đầu tư nông nghiệp, phát triển nông nghiệp của người dân. Thì đó là sự quan tâm của nhà nước đối với phương tiện sinh sống của mọi thành phần xã hội. Thì dữ liệu này một phần khác đó cho chúng ta một suy luận rằng là từ thuở nhỏ đó, Thái tử Siddhartha đã có thói quen nội tĩnh, tức là hướng về bên trong, thay vì phần lớn các trẻ em khác là có xu thế đó là hướng ra bên ngoài, chơi những trò chơi phù hợp với nhóm lứa tuổi. Không chỉ dừng lại hướng vào bên trong mà là ngồi thiền. Còn phương pháp thiền được Thái tử thiếu nhi đó thực hiện đó là gì thì không có sách nào thuộc văn học và dân gian của Phật giáo đó đề cập đến. Thì đó là hai dữ liệu rất hiếm hoi. Lễ đặt tên đó thì có đề cập trong kinh, còn lễ Hạ Điền đó thì hầu như không có đề cập đến trong kinh. Mà sách sử nào viết về cuộc đời Đức Phật đó, cũng đều đề cập đến cái tình tiết lễ Hạ Điền đó. Về các tiện ích đó, thì tôi xin trích kinh Tăng Chi tập 1 trang 161. Này các đệ tử, ở trong hoàng cung ta được nuôi dưỡng vô cùng đặc biệt. Phụ vương của ta cho xây ao hồ, có ao sen xanh, có ao sen đỏ, có ao sen trắng. Những gì ta cần đều được phục vụ rất là tận tình và thật chu đáo. Các loại chiên đàn, hương liệu cao cấp, lụa ca si quý ta đều sử dụng cả ngày lẫn đêm, luôn có lọng che tránh khỏi nóng lạnh, bụi bặm và sương. Thì đó là một phần của đời sống vàng son mà trải qua thời niên thiếu cho đến lúc
thái tử kết thúc sự nghiệp của một hoàng tử, một thái tử. Thì điều này cho thấy là vua Tịnh Phạn rất thương các con của mình nói chung, và đặc biệt là thái tử Thích Ca. Về các loại hoa đó thì hoa sen được xem là quốc hoa của Ấn Độ. Vua Tịnh Phạn đó cho làm các ao sen với ba loại sen: đỏ, trắng và xanh. Thì thưởng thức sen đó được xem là một thưởng thức cao cấp, và ngày xưa chỉ có giới vua chúa có được cơ hội này thôi. Còn về các nhu cầu á, thì Đức Phật tự sự rằng là Ngài đã được những người tùy tùng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của vua Tịnh Phạn phục vụ một cách rất là đầy đủ và chu đáo, tận tình, không thiếu một cái gì hết trơn á. Còn về đẳng cấp y phục đó, thì thái tử Siddhartha đó luôn luôn mặc các loại y phục bằng lụa kashi quý, đó là loại lụa tốt nhất của Ấn Độ, nay nó thuộc về thành phố Varanasi. Thì tất cả những loại lụa đẹp, lụa quý, hàng bậc nhất ở trên toàn cầu á, đều không bằng được lụa kashi. Ngoài ra thì thái tử Siddhartha còn sử dụng tất cả các loại hương liệu và các loại chiên đàn, tức là những cái loại nước hoa, trang sức phẩm trên cơ thể đã đành, và còn tẩm ướp ở trên các loại y phục để tạo sự sang trọng, quý phái, đẳng cấp. Còn bất cứ lúc nào thái tử Siddhartha di chuyển ấy, thì đều có những người hầu cầm lọng che cả ngày lẫn đêm, vừa tránh mưa, tránh nắng, và có những người là đứng quạt đó để giúp cho thái tử không bị nóng lạnh và các loại côn trùng bao quanh. Nhất là vào mùa mưa đó, thì tại Ấn Độ đó, các con châu chấu rồi con thiêu thân nó nhiều lắm, nhiều không thể kể. Như vậy, vua Tịnh Phạn đã trao cho thái tử Siddhartha cái cơ hội sống một đời vương giả từ thuở nhỏ. Nó có hai lý do. Lý do một là thương con. Lý do thứ hai quan trọng hơn đó, đó là ông bị ám ảnh bởi các tiên tri trong ngày lễ đặt tên. Nếu đi tu á, thì thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành một vị đạo sĩ vĩ đại. Đó là điều mà ông không muốn. Cho nên ông đặt tên là Siddhartha, Sở Quyền Thành Tựu. Và cái nỗ lực giáo dục của ông cũng như là chu cấp một đời sống đầy đủ là để giữ chân thái tử Tất Đạt Đa vế ngai vàng. Trong kinh Trường Bộ bài 14 đó, thì có đề cập đến các loại trò chơi mà khi còn nhỏ đó thái tử Tất Đạt Đa cùng với hoàng đệ của mình là hoàng tử Nang Đa. Những trò chơi đó bao gồm là chơi cờ 10 ô vuông, nó giống như một loại cờ vua. Còn cờ đó bây giờ tại Ấn Độ nó cũng không còn lưu truyền. Đó là loại giải trí cao cấp dành cho vua chúa.
Kinh cũng còn mô tả là hoàng tử Siddhartha và Nang Đà đó cùng nhau chơi đấu gậy, rồi đua ngựa, bắn tên. Thì đó là những cái huấn luyện về võ học mà bất cứ giới sắc đế lệ, tức là vua chúa nào cũng đều phải được huấn luyện từ nhà hết và phải giỏi nó để góp phần là bảo vệ đất nước của mình. Trong văn học dân gian Phật giáo đề cập thêm đó là khoảng tầm 13 tuổi thì thái tử Siddhartha đã tinh thông võ nghệ rồi, vì đã được học từ nhỏ mà. Người Ấn Độ 13 tuổi đối với nam đã cao 1,7 mấy rồi, có râu quai nón rồi. Và người nữ Ấn Độ 13 tuổi thời cổ đại đã gả chồng rồi và có con vào cuối năm 13 tuổi hoặc là giữa năm 14 tuổi. Tức là thiếu niên Ấn Độ trưởng thành sớm hơn lứa tuổi, nó giống như là thiếu niên phương Tây. 13, 14 tuổi là cao 1,7, 1,8 hết rồi. Còn dân châu Á 13, 14 tuổi thì mới còn là tuổi cập kê thôi, chưa trưởng thành về cơ thể. Cho đến lúc nữ 15 tuổi, nam 16 tuổi thì cái chiều cao đó mất hưởng lại, không phát triển nữa. Do đó thái tử Tất Đạt Đa đó được tin là một người rất là tinh thông về võ nghệ, bao gồm mà kỹ năng đánh kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung. Dân học và dân gian Phật giáo còn đề cập đến là cái tài bắn cung của thái tử Tất Đạt Đa vượt trội hơn các hoàng tử trong họ tộc. Đó là bắn xuyên thủng cả 7 lớp, một cái mũi tên bắn vươn ra thật là dài, bắn thật là chính xác. Không chỉ dừng lại điểm hồng tâm đâu, nếu mình chia ra làm 7 lớp thì cái mũi tên nó xuyên đến lớp thứ 7. Và đó là một cái kỹ năng rất là đẳng cấp. Thì bằng những cái thiện xạ về đấu võ, cưỡi ngựa, bắn cung, đánh kiếm, vua Tịnh Phạn rất hài lòng với sở trường của thái tử Siddhartha. Và qua đó ông tin tưởng rằng đó là con trai của mình sẽ kế nghiệp vua sau nhiều năm chờ đợi không có con. Về thế học á, thì thái tử Tất Đạt Đa học được 5 ngành chính với sự hướng dẫn của nhiều bậc thầy lỗi lạc nhất toàn nước Ấn Độ lúc đó. Thì đó là cái lợi thế của giới vua chúa. Thế bởi vì họ đâu có thiếu tiền bạc, nhà vua Tịnh Phạn đã mời các thầy giỏi nhất. Gia đình đó từ nhỏ thái tử Tất Đạt Đa đã học được và trở thành là những người có hiểu biết rất rộng, rất sâu về các lĩnh vực, bao gồm thanh binh, tức là văn học và ngôn ngữ. Đức Phật biết đến mấy ngôn ngữ. Thứ hai đó là công xảo minh, đó là ngành công nghệ, kỹ thuật. Bây giờ ta gọi chung đó là ngành khoa học. Thứ ba đó là ngành y học, y phương minh. Vì Ấn Độ đó là quốc gia sở hữu
hàng vạn các bài thuốc nam. Và phần lớn các trường đại học của Ấn Độ đều có khoa y học. Thì trong khoa y học á, thì luôn luôn có cái Ayurveda medicine, tức là cái y học Ayurveda, mình tạm gọi là y học và cổ truyền Ấn Độ đi. Cái sở trường đó của Ấn Độ vượt trội hơn các quốc gia còn lại, bao gồm luôn cả Trung Quốc. Cũng chưa chắc là giỏi y học bằng Ấn Độ cổ đại. Thứ tư là logic học, thường được gọi là nhân minh. Thì cái tầm quan trọng của ngành logic học này là việc phân tích về nguyên nhân hay tu, để giúp cho người học đó có cách tư duy, lý luận cũng như là phát biểu một cách rất là bài bản, không thể bị phản bác được. Và thứ năm là đạo học, tức là nội minh. Thì đạo học thời đó không gì khác hơn là đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ. Vì nước Ấn Độ cổ đại này đi theo đạo Bà La Môn, chỉ có một số trường phái Sa Môn, gồm Sa Môn Vô Thần Duy Vật, Sa Môn Kỳ Na Lõa Thể thôi. Thì đến vài chục năm sau đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa mới lập ra trường phái Sa Môn thứ ba, đó là Sa Môn Thích Tử, là Sa Môn của dòng họ Sakya. Như vậy cả năm ngành học quan trọng mà nước Ấn Độ cổ đại giảng dạy thì Thái tử Sĩ Đạt Tha đó đều tinh học vượt trội. Và đây là lợi thế của Đức Phật, cho nên sau này khi Ngài giác ngộ đó, giảng kinh thuyết pháp, Đức Phật sử dụng rất nhiều các hình ảnh trong cuộc sống đời thường, ở rừng, ở núi, nông nghiệp, rồi thiên văn, địa lý, môi trường, hầu như Đức Phật đều đề cập đến hết. Chứ đừng nên nghĩ rằng nhất thức trí của Đức Phật sau khi giác ngộ là loại trí tuệ mà các tôn giáo phương Tây được gọi là toàn trí, biết hết tất cả mọi thứ. Không có. Cái gì có học thì có biết. Còn trí tuệ đó là kiến thức về nhân quả, ứng xử về đạo đức, không vi phạm luật pháp, thấy rõ mọi sự vật như bản chất của chúng đang là, không có can thiệp ý thức chủ quan vào. Còn kiến thức thì có học không có biết. Như vậy là sau khi giác ngộ bằng trí tuệ siêu tuyệt đó, Đức Phật đã sử dụng trọn vẹn một cách có hiệu quả nguồn kiến thức của ngành năm ngành học cổ đại của Ấn Độ trong vấn đề chia sẻ chân lý, hướng dẫn đạo đức, chỉ cách thực tập thiền và giúp cho mọi người để mở được trí tuệ. Về đạo học thì Thái tử Siddhartha học được ba bộ Vệ Đà, có khi được dịch đó là Tam Minh. Chữ Veda đó có nghĩa đen đó là tri thức hay là hiểu biết, ba ngành hiểu biết, hoặc là dịch theo ngôn ngữ hiện đại đó là ba ngành khoa học. Đối với một số đạo sĩ Ấn Độ hiện đại đó thì họ thích dùng là ba ngành đại học, the triple science, đủ hơn nữa là the triple science of knowledge. Thời của Đức Phật thì chưa có bộ Vệ Đà thứ tư. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng chừng vài thế kỷ thì bộ Vệ Đà thứ tư mới ra đời, trở thành là bốn bộ Vệ Đà, gọi tắt đó là tứ minh. Ba bộ Vệ Đà trong tiếng Sanskrit gọi là Trayi,
Veda, xin lỗi, Traji Vidya. Vidya là minh, là trí tuệ, là tuệ giác, là sáng suốt. Traji đó là ba. Thứ nhất á, là Rig Veda, viết tắt á, là RV, thì gồm có tất cả là 1028 bài thánh ca và 10600 bài kệ. Thì đây là bộ vệ đà cổ xưa nhất, được hình thành trải dài qua hơn 2000 năm. Cho đến thời của Đức Phật. Thứ hai đó là Yajurveda, viết tắt là y dài v, chứa đựng 1875 bài tế lễ. Thì trong số đó nó có 1549 bài trùng lại với Rigveda, rồi bổ sung thêm 75 thằng chú. Thì đây là cái tuyển tập có nhiều thần chú nhất, mà mục đích đó là hiến cúng thần Brahma, tức là đấng sáng thế, thần Vishnu, tức là đấng duy trì sự sống, thần Shiva, tức là đấng quỷ diệt sự sống. Thì thượng đế của Ấn Độ giáo nó gồm có ba phương diện: khai sinh, duy trì và quỷ diệt. Còn thượng đế của các tôn giáo khác đó chỉ có hai chức năng thôi, là đấng tạo vật và đấng quỷ diệt. Mỗi khi có dịch bệnh chết người, như dịch Tây Ban Nha vào năm 1810 mấy đó, chết hơn 50 triệu người. Và dịch Covid này đó đã có trên 3 triệu người nhiễm bệnh, 200 mấy chục ngàn người tử vong. Thì những người đi theo tôn giáo phương Tây cực đoan đó, họ cho đó là cái dấu hiệu của tận thế, để mở ra một chương mới cho Chúa xuất hiện. Thì ảnh hưởng của các bài thần chú trong bộ Ayurveda này đó, nó đã ảnh hưởng đến Phật giáo giai đoạn sau, thường được gọi là Phật giáo phát triển. Cụ thể đó, đó là phái Phật giáo Mật Tông Ấn Độ. Còn trong kinh điển Pali, cụ thể là kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ, Đức Phật lên án sự mê tín vào các thần chú và thần linh và kêu gọi mọi người đó là hãy gieo trồng trí tuệ, hiểu sâu nhân quả để không còn sợ hãi, và không nên tin có một đấng sáng thế tạo ra số phận cho con người, và tất cả đều do nghiệp riêng và nghiệp chung của chúng ta tạo ra, cái gọi là hạnh phúc hay khổ đau. Thứ ba đó là bộ Samaveda, viết tắt là SV, là tập hợp gần 2000 bài thánh vịnh. Thì trong số đó nó cũng có hơn 1500 bài trùng lại với Rigveda. Và có khoảng 1800 bài kệ. Thứ tư là Atharvaveda, viết tắt đó là AV, thì có tất cả là 760 bài kệ, trong đó có 160 bài đó trùng lại từ Rigveda. Thì đây là bản văn Vệ Đà muộn nhất ra đời mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời,
Đối với văn học, tôn giáo và triết học của Ấn Độ cổ đại đó, thì Veda còn được gọi là Shruti, viết là S-R-U-T ngắn, xin lỗi, T vị ngắn. Dịch nôm na đó là những gì được nghe, nó tương đương với chữ Sutta, S-U-T-T-A trong tiếng Pali, tức là văn, là nghe. Như vậy để học Vị Đà là chúng ta phải học bằng lỗ tai, chứ không có học bằng việc đọc sách để chép ra. Học bằng lỗ tai này bắt buộc chúng ta phải chú tâm và ngồi kế bên vị đạo sư để chúng ta được trao truyền kỹ năng học thuộc lòng. Thì về sau này đó, Vị Đà của Ấn Độ giáo và Kinh Phật của Phật giáo đó được ghi chép thành văn bản, thì lúc đó được gọi là Smriti, S-M-R-I ngắn, T-I ngắn, có nghĩa là học thuộc lòng bằng sự ghi nhớ. Tức là nó đều trải qua một cái giai đoạn giống nhau, từ một cái văn học truyền khẩu dẫn đến văn học á, thành văn bản. Thì thời của Đức Phật đó chưa có những cái bằng chứng rằng đó là các kinh điển Vệ Đà này đó được chép thành văn bản. Cho nên các đạo sĩ Bà La Môn rất có giá vì họ học thuộc lòng mà. Học thuộc lòng. Và Thái tử Tất Đạt Đa đó, trong thời kỳ niên thiếu tại Dương Thành Kapilavastu đó, đã được đào tạo rất kỹ về ba bộ Vệ Đà. Thì đối với người Ấn Độ đó, thì học ba bộ Vệ Đà nó cũng giống như là người Trung Quốc học Tứ Thư và Ngũ Kinh vậy. Đó là loại sách gối đầu giường, bắt buộc học đối với mọi lớp lứa tuổi, như là từ cấp đại học trở lên. Và khi chọn người ra làm quan thì Ấn Độ cổ đại đó cũng tuyển chọn dựa trên, thứ nhất là thế học, gồm ngũ minh, tức là năm ngành mang lại kiến thức, và đạo học đó là ba bộ Vệ Đà. Thì kinh điển Pali mà tôi trích dẫn ở phần trên đó mô tả rõ Đức Phật là người tinh thông cả hai ngành học, thế học và đạo học lúc bấy giờ. Cho nên trong mấy tập liên qua đó, với hàng trăm bài giảng, tôi đều khẳng định lặp đi lặp lại rất nhiều lần: muốn làm đạo thành công, các tu sĩ đó phải giỏi hơn người tại gia một cái đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì nghĩa đen á, thì học ngày nay nó có liên hệ đến bằng cấp. Thì bằng cấp của tu sĩ cũng phải cao hơn là người tại gia để mới chiêu phục được. Những người có bằng cấp thì thường họ ưa cao ngạo, mà nếu tu sĩ không có bằng cấp thì khó độ được giới trí thức, giới chính trị. Và về nghĩa bóng á, thì cao hơn một cái đầu có nghĩa là hiểu triết lý sâu xa, không chỉ dừng lại ở tri thức mà còn là người có thực hành. Về phần này thì người tại gia khó có thể bì kịp được người xuất gia, vì người xuất gia là tu trọn thời gian trong chùa với không gian tu tốt, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, môi trường thuận lợi, vân vân. Cho nên chúng ta không lạ gì Đức Phật đã rất thành công trong việc truyền bá chân lý mới của Ngài, được gọi là con đường trung đạo, sau khi giác ngộ. Vì Ngài quá giỏi về ngành thế học và đạo học. Cho nên khi mà đối thoại liên tôn giáo và liên triết học với các đạo sĩ của đạo Bà La Môn, hay là đạo sĩ đạo Kỳ Na, hay là đạo sĩ đạo Duy Phật, thì hầu như không ai có thể
nói giỏi như Đức Phật, mang tính thuyết phục cao như Đức Phật được. Tức là Đức Phật hơn hẳn các bậc đạo sư của các tôn giáo khác nhiều cái đầu. Và chính vì thế, trong 37 yếu tố giác ngộ, Đức Phật đã đề cao đa văn là tài sản của bậc thánh. Người nào không đa văn về đạo học đó, thì không thể trở thành thánh được. Thì cũng nhờ cái sự huấn luyện giáo dục đặc biệt đó mà Thái tử Siddhartha vượt trội hơn các hoàng tử trong vương thành Kavaravathu. Theo đó đó, vua Tịnh Phạn thương Thái tử Tất Đạt Đa hơn những hoàng tử khác, bao gồm hoàng tử Nang Đa, nhỏ hơn Đức Phật khoảng 1-2 tuổi, con của Mahabhasabade, tức là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Cho nên qua những yếu tố này đó, tôi rất mong các thầy các sư cô đó ít nhất là phải học Phật ở đây đến chỗ. Chúng ta noi tấm gương của Phật, theo đó chúng ta mới có cơ hội làm đạo thành công. Phần 2, hôn nhân của Thái tử Siddhartha. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 161 mô tả như sau: về các tiện nghi, phụ vương ta xây dựng 3 lâu đài đẹp, một cho mùa đông, một cho mùa hạ, một cho mùa mưa. Tiện nghi đầy đủ, sang trọng, quý phái. Trong 4 tháng hè, lúc nào cũng có các nữ nhà công xoay quanh phục vụ, ca múa sướng hát. Tức là từ hồi nhỏ cho đến năm 29 tuổi thì tất cả những cái phương tiện giải trí cao cấp nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ đó là sống ở trong cung đài, cung điện. Mà riêng Thái tử Tất Đạt Đa là có được 3 dương điện khác nhau, đáp ứng cho 3 mùa. Còn các hoàng tử khác đó thì ở chung ở trong vương thành Kapilavastu thôi. Đó là cái sự ưu ái rất đặc biệt mà vua cha đã dành cho Thái tử Siddhartha, với mục đích đó, giữ chân Thái tử với đời sống của người đời, để cho ngài không quan tâm đến việc đi tu. Và tất cả những thứ này đó có vẻ nó trở nên không có tác dụng. Giải trí đối với người Ấn Độ đó, thứ nhất đó, với vua chúa là có những ao sen nè. Thứ hai đó là nghe thưởng thức các nhạc khúc sang trọng đẳng cấp với các loại nhạc cụ đắt tiền, và sự tham gia của các vũ công điêu luyện. Thì Thái tử Tất Đạt Đa trải qua hết những thứ này hầu như mỗi ngày, đặc biệt nhất là vẫn là 3 tháng mùa hè. Vì lúc đó đó là biểu diễn ngoài trời, nhất là khoảng chừng 5-6 giờ chiều đó, bắt đầu nó mát xuống, trời nó sáng rực, khí hậu rất là mát mẻ. Và có thể kéo dài cuộc vui đó cho đến 8-9 giờ tối. Người Ấn Độ có thói quen ăn tối bắt đầu vào 8 giờ. Còn các lễ cưới, tiệc tùng đó thì thường bắt đầu vào lúc 11 giờ tối, kết thúc vào 1 giờ khuya. Về dữ liệu liên hệ đến hôn nhân đó,
Thì trong kinh điển chỉ đề cập đến là công chúa Yashodhara, phiên âm là Yashodhara. Cái tuổi hôn nhân là lúc thái tử Siddhartha và công chúa Yashodhara tròn 16 tuổi và cả hai bằng tuổi nhau. Công chúa Yashodhara sau này trở thành tỳ kheo ni Yashodhara và qua đời vào năm bà được 78 tuổi, tức trước 2 năm khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn theo văn học của Phật giáo Đại Thừa đó, là Đức Phật cưới công chúa Yashodhara vào năm ngài được 19 tuổi. Và đó là cái sự khác biệt chênh lệch nhau 3 tuổi. Như tôi đã nói đó, Ấn Độ cổ đại mà ngày nay vẫn còn ở vùng nông thôn, tảo hôn diễn ra với người nữ ở tuổi 13 và đối với người nam ở tuổi 14 là đã có thể lấy vợ được rồi. Mà trong trường hợp của thái tử Siddhartha đó là lấy vợ vào năm 16 tuổi. Nhưng mà sống như vậy cho đến 13 năm sau thì mới bắt đầu sanh đứa con đầu lòng là hoàng nam Rahul, tức là La Hầu La. Về mối quan hệ huyết thống đó, thì công chúa Yashodhara là em cô cậu với Đức Phật, vì bà đó là con gái của vua Thiện Giác Sapa Buddha, còn gọi là vua Dandabani thuộc nước Koliya, và là con gái của hoàng hậu Amita. Mà Amita đó có nguồn gốc xuất thân đó là nước Sakya của Đức Phật. Amita lại là em gái của Suddhodana, tức là em của vua Tịnh Phạn. Thì ngày xưa không đi về Ấn Độ, bất cứ ở nơi nào trên quả địa cầu này, hôn nhân của giới vua chúa đó nằm trong gia tộc, trong bà con thôi, để giữ cái huyết thống đó với cái sự truyền thừa ngôi vàng từ thế hệ này sang thế hệ khác, không để cho ngoại tộc có cơ hội chen chân vào. Như vậy về mối quan hệ huyết thống đó, thì bên phía công chúa Yashodhara và bên phía Siddhartha đó đều có mối quan hệ. Ông ngoại của công chúa Yashodhara là vua Anjana, trước đây đó là trưởng tộc của Koliya. Cho nên đó, về bản chất đó thì dòng họ Sakya và Koliya đều là hai phả hệ của họ tộc Aditya, triều đại Istvaku của Ấn Độ cổ đại. Cái mối quan hệ rất là chằng chịt như vậy. Yashodhara thì có người anh trai đó là Devadatta. Khi giáo sư Thomas Rice Davis thành lập ra hội thánh điển Bali đó, thì trong lúc viết về lịch sử Ấn Độ đó, có đề cập đến cái việc mà trong văn học Phật giáo nêu các tên gọi khác nhau của công chúa Yashodhara như là Gopa hay là Gopi, gọi là thỉnh thoảng còn gọi là Rahula Mata. Mata là mẹ. Rahula Mata đó là mẹ của La Hầu La.
Thì ông cũng nêu ra những cái giả thuyết là câu chú đưa ra còn có tên gọi là Baddha Kachana hoặc là Bimba Devi. Thì dựa vào những cái dữ liệu này đó, các nhà học giả về sau nghiên cứu so sánh văn học Pali với luật tạng nhất thiết hữu bộ Mula Savastibada, đặt ra giả thuyết rằng đó, trước khi đi tu á, Thái tử Tất Đạt Đa không chỉ có vợ là Yasodhara mà còn có thêm hai vợ nữa, đó là Mikgacha và Manodhara. Tôi thì đứng về phía của giáo sư Thomas Rice David rằng đó là chỉ có một vợ duy nhất thôi, đó là Yasodhara, và nhiều học giả hiện nay là chấp nhận giả thuyết này. Chỉ có một thiểu số các học giả đó đưa ra thêm cái giả thuyết là có thêm hai vợ nữa. Cái giả thuyết thứ hai này nó không đứng vững vì nó không có cứ liệu văn học và lịch sử. Và cho đến bây giờ đó, thì dù là dựa theo dữ liệu nào, tất cả các nhà nghiên cứu đều phải thừa nhận giống nhau đó là Thái tử Tất Đạt Đa đó chỉ có một đứa con trai duy nhất là Rahula thôi, không có đứa thứ hai. Như vậy nếu trước khi đi tu Thái tử Siddhartha có ba vợ thì chẳng lẽ hai bà vợ còn lại không có khả năng sinh con, mà chỉ có công chúa Yasodhara có khả năng sinh con thôi? Có lẽ là nó không có thuyết phục lắm. Thì văn học đều thống nhất với nhau là Thái tử Tất Đạt Đa có một cái thân tướng rất vạm vỡ và điển trai, 32 tướng đại nhân, cao khoảng 1m95, và khi có được đứa con trai là La Hầu La thì như vậy cái là Thái tử Siddhartha là chuẩn men, không có bị rơi vào tình trạng vô tử như một số người đàn ông khác. Thì không có lý do gì mà hai công chúa còn lại là rơi vào tình trạng vô tử, cái khả năng đó rất là thấp. Cho nên đó, chúng ta hãy nên chấp nhận cái lý thuyết chung, đó là Thái tử Siddhartha chỉ có một vợ duy nhất là Yasodhara thôi. Về quan hệ vợ chồng đó, thì từ năm 16 tuổi đã chính thức trở thành vợ chồng nè, với con chúa Yasodhara. Và họ sống với nhau như thế là 13 năm. Thì đến năm đầu năm 29 tuổi, công chúa Yasodhara mới mang thai. Thì điều này cho thấy là Thái tử Tất Đạt Đa đó là rất thương dân yêu nước. Và việc đính hôn với công chúa Yasodhara chỉ là cái sự ép buộc của vua cha thôi, để cho Thái tử không đi tu. Nên Thái tử thực tế là không có màng đến lắm. Đó là lý do mà ngài đã quyết định không có con. Mãi cho đến năm 29 tuổi, khi mà quyết định một lý tưởng mới, đó là tìm kiếm con đường cứu độ nhân sinh, khác với cái cách thức truyền thống là trở thành vua, thì Thái tử Tất Đạt Đa mới nghĩ ra một cái kế, đó là cần có con để khi mình ra đi đó thì đức vua Tịnh Phạn đỡ bị sốc, ít nhất là có đứa con trai nói giỏi. Theo lịch sử thì 7 ngày sau khi sanh Thái tử Siddhartha đó, thì hoàng hậu Mahamaya Devi đã qua đời rồi. Thì di mẫu của Đức Phật đó chính thức trở thành hoàng hậu là Mahabajapati. Và Nanda đó là hoàng tử con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mahabajapati. Thì ngay cả khi Đức Phật đi tu á, vua Tịnh Phạn
vẫn không có ý định trao ngôi vua lại cho Nanda. Và điều đó cho thấy là vua thương Thái tử Siddhartha đã biết dường nào, thì văn võ song toàn, nhân từ đức độ, không màng đến hưởng thụ, có những cái phẩm chất rất cao quý mà người bình thường khác không có được. Cho nên mặc dầu rất thương vợ, có trách nhiệm với gia đình, Thái tử Tất Đạt Đa suốt 13 năm quyết định đó, giữ không có con. Cho đến lúc mà có quyết định mới đi tu. Mối quan hệ giữa công chúa Yayurvela và Đức Phật Thích Ca đó được kinh Bản Sinh trong chữ Hán và kinh Phật Bản Hạnh Tập Kinh ghi lại là không chỉ ở kiếp này mà tiền kiếp, trong giai đoạn Phật Diên đang ra đời đó, họ cũng đã từng là vợ chồng của nhau. Thì ở cái kiếp đó đó, công chúa Yayurvela có tên là Sumita và Phật Thích Ca đó có tên là Sumedha. Thì cách đây khoảng 100.000 kiếp trái đất, Tất Đạt Đa là tu sĩ Bà La Môn tên là Sumedha, dịch sát nghĩa là thiện huệ. Khi nhìn thấy Phật Dipankara tức là Phật Diên Đăng, liền phát nguyện cố gắng tu học để đạt được sự giác ngộ như Phật. Sumedha sinh từ một cô gái có tên là Sumita, một cành hoa sen để dâng cúng lên Phật. Sumita đó chẳng những tặng cho một hoa sen mà trao thêm một cái hoa thứ hai để nhờ Sumedha dâng cúng một bông còn lại cho mình. Vì tâm đổi ý hợp nên Sumita đã phát nguyện thông qua cái việc dâng cúng hoa sen này, sinh ở kiếp sau và ở kiếp này đó họ là vợ chồng của nhau, tâm đầu ý hợp, đồng hành nhau trên mọi nẻo đường đời. Thì sau hành động dân hoa sen cúng dường cho Phật đó, thì Sumedha đó còn bày tỏ lòng tôn kính, nằm sát xuống dưới đất để cho Đức Phật Diên Đăng bước qua nhằm gieo duyên và tạo ra lý tưởng lớn. Ở kiếp đó đó, Sumita và Sumedha đó đã trở thành là đôi vợ chồng rất hạnh phúc, theo nghĩa là đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường đời. Thì cho đến là cái kiếp mà Đức Phật làm Thái tử Siddhartha, thì Sumedha Sumiti đó đã trở thành là công chúa, Sumita đã trở thành công chúa Yayurvela. Như vậy cái nhân duyên này nó đã trải qua vài kiếp rồi. Và cũng dựa vào cái nhân duyên đó đó, thì cái việc mà đi tu của Đức Phật Thích Ca đó nên đó được đặt ra dưới một cái góc độ khác so với những cái dữ liệu truyền thống đã mô tả, đó là trốn và đi tu. Phần 3. Thái tử Siddhartha vào bốn cửa thành. Dầu có ba vương điện, sống với ba mùa khác nhau, Thái tử Siddhartha đó ít có cơ hội vi hành để quan sát cuộc sống của người dân ở trong thành.
và ngoài thành. Hiện nay đó thì các nhà khảo cổ học Anh, Nepal và Ấn Độ đó mới tìm ra được hai dương điện dành cho thái tử Siddhartha thôi. Dương điện thứ nhất là nằm trong vương thành Kapilavastu. Vì các cái dấu chỉ khảo cổ bây giờ nó vẫn còn rất là rõ. Vương điện thứ hai đó thì nó nằm ở cái khu vực Siddhartha Naga, cách biên giới Lâm Tỳ Ni và Ấn Độ và Nepal đó khoảng 16 cây số đường chim bay và 40 mấy cây số đường bộ. Thì phái đoàn hành hương do tôi hướng dẫn mỗi năm 2 lần đó, đều đến địa điểm này. Trung bình là cứ 100 đoàn hành hương đến Ấn Độ chỉ có 1 đoàn đến đây thăm viếng thôi. Bởi vì sau khi rời thành Xá Vệ đi ra biên giới đó thì dầu không có xa nhưng mà mất rất nhiều thời gian. Nếu mà ghé cái địa điểm này đó thì phải mất thêm 4 tiếng đồng hồ nữa, 30 phút tham quan, 3 tiếng đường đi. Thì đoàn tôi rất là chịu cực, bởi vì nhiều Phật tử đó tôi tin rằng là không có cơ hội quay lại Ấn Độ lần thứ hai vì không có thời gian và không có đủ tiền, hoặc bao gồm cả hai. Cho nên mỗi lần đi đó thì tôi đã rất tận tình có nhiều địa điểm để tham quan nhất, bao gồm Kapilavastu phía Ấn Độ và Kapilavastu phía Nepal. Rồi Kudan là nơi mà Đức Phật đã quay trở về độ vua cha, rồi con trai là Rahula, và nhiều địa điểm khác ở bên phía Nepal. Thì những cái địa điểm đó đó thì trung bình nó khoảng 300-400 đoàn mới có 1 đoàn đi. Và các đoàn đi phần lớn là đoàn Tích Lan, còn các quốc gia còn lại hầu như không đến, cho nên là không có cơ hội đến được các cái địa điểm lịch sử gắn kết với cuộc đời Đức Phật một cách trọn vẹn nhất. Thì văn học kinh điển mô tả rằng là khi dạo 3 cửa thành, không có nói rõ là Đông Tây Nam Bắc gì, chúng ta nên hiểu chung đi là 3 cửa thành. Vì cái Kapilavastu đó mà tôi đã có cơ hội đến vài chục lần, thì có cấu trúc là một hình vuông. Mỗi một cạnh thành đó, thì cái nơi dày đó, ngay cái cổng chính đó, là đến cả 3 mét. Thì còn lại đó, cái vách của thành đó là khoảng 2 mét, là bằng cách là gạch đỏ. Mỗi một cạnh thành dài khoảng 1.000 mét, tức là nằm trong phạm vi 1 cây số vuông thôi. Còn xung quanh thành đó là dân cư, trong thành là dành cho giới vua chúa, giới hoàng tộc, rồi binh lính để bảo vệ thành trì. Còn bên ngoài đó là người dân, thì đời sống người dân rất là khó khăn. Mặc dù di chuyển thường xuyên trong mỗi năm đến 3 cái dương điện khác nhau, nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa hiếm có cơ hội được cho phép là đi tham quan đời sống của người dân như thế nào. Vì đó là điều mà Đức Vua không muốn, vì sợ là nhìn thấy những cái cảnh nghèo khó, khổ đau đó, thì thái tử Tất Đạt Đa sẽ chạnh lòng, và chạnh lòng đó làm cho ngài nó dễ dàng đi tu hơn, là sống với đời sống là vàng son. Và đây là một cách giáo dục bưng bít, tức là che mắt để cho thái tử Tất Đạt Đa không có cơ hội để hiểu về cuộc sống thực tế về ngoài vương thành, mà 3 vương điện ngài là người duy nhất được hưởng thụ. Ngay cả vua Tịnh Phạn cũng không có 3 vương điện đó, dành 3 vương điện cho con trai của mình. Ông chỉ sống ở trong hoàng thành Kapilavastu thôi. Đó là một cái đặc ân rất đặc biệt mà vua Tịnh Phạn đã dành cho Siddhartha. Thì 3 cảnh thành này đó, Siddhartha đã chứng kiến được 3 cảnh người già mất khả năng tự chăm sóc sức khỏe của mình, sau đó đó là người bệnh với những nỗi khổ niềm đau
bị bỏ rơi, bị phân biệt đối xử, bất lực hoàn toàn, gần như là phải lệ thuộc vào sự chăm sóc người thân. Và người chết, cái kết thúc của già và bệnh, kéo theo sau đó là biết bao nhiêu giọt nước mắt trước cảnh tử biệt và sinh ly. Từ đó là lần đầu tiên Thái tử Sĩ Đạt Tha chứng kiến tận mắt, một thị tận mắt ba cảnh tượng mà không thể nào quên được trong cuộc đời của Ngài. Cái này nếu mà nó không phải là câu chuyện của Đức Phật đó thì chúng ta khó có thể tin được rằng là một thái tử nào đó hay là một hoàng tử nào đó mà chưa từng đi ra khỏi cái hoàng thành của mình ở. Riêng Đức Phật Thích Ca là bị ép như thế, bị canh chừng ngày và đêm. Lúc nào cũng có các đầu vũ công ca múa sướng hát quay quanh lộng che, đi đâu cũng có người hầu. Thì trong văn học và dân gian Phật giáo còn mô tả đó, riêng công chúa Vajradhana sau là có 20.000 người tùy tùng. Thì con số này nó hơi quá cương điệu, tôi nghĩ rằng là ít nhất cũng có là 20 người tùy tùng. Thì huống hồ đó là thái tử Siddhartha, thì người tùy tùng chắc chắn là phải nhiều hơn để đảm bảo an ninh và làm cho ngài không có cơ hội để nghĩ tưởng đến bất cứ một cái gì khác ngoài cái việc hưởng thụ và thừa kế ngai vàng thế thôi. Chứng kiến những điều đó đó thì thái tử đã rất là động lòng, đặt ra một cái vấn đề lớn, đó là những gì mà ta trải nghiệm hạnh phúc cao nhất của một vị đế vương tại vương thành Kapilavastu đó, nếu đối chiếu với các nỗi khổ niềm đau nghèo khó bất hạnh của những người thường dân thì thái tử Siddhartha đã không đành và cũng không muốn tiếp tục chấp nhận như thế. Và đây là cái điều mà nó đánh động lý tưởng của ngài, nó thúc giục ngài phải đi tìm một cái phương pháp mới, một cái con đường mới, nó khác với truyền thống đã từng có mà cha của ngài kế thừa từ ông nội của ngài, ông nội của ngài thì tới từ ông cố thì kế thừa từ ông sơ kế thừa từ ông sở, cứ hết thế hệ này đến thế hệ khác. Thái tử Siddhartha cho rằng đó không phải là lối thoát, đó là hạnh phúc trần đời cho riêng mình thôi. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 162 mô tả: dầu sống trong cảnh giàu sang sung sướng bậc nhất trần đời, ta suy nghĩ rằng phàm phu ít nghe, khi mình bị già hoặc thấy người già bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, chán ngán. Ta ý thức được rằng ta cũng bị già, không vượt khỏi già. Ta cũng bị bệnh, không vượt khỏi bệnh. Ta sẽ bị chết, không vượt khỏi chết. Nhờ suy nghĩ này, kiêu mạn tuổi trẻ, kiêu mạn sự sống kết thúc nơi ta. Thật không xứng đáng cho ta say đắm. Quyết tâm từ bỏ, ta đi xuất gia tầm cầu giải thoát cho mình và cho người. Thì cái đoạn này đó, nó mô tả được cái lý tưởng mới, một cái bước ngoặt mới rất quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Rồi sau khi kết thúc việc dạo ba cửa thành, thì ở cửa thành còn lại đó, thái tử Siddhartha chứng kiến một đạo sĩ Bà La Môn giàu không có sở hữu nhưng mà nó tỏa ra được cái an lạc tự tại thảnh thơi trong từng bước đi và cái cử chỉ của đạo sĩ này, cho nên là thái tử Tất Đạt Đa mừng rỡ lắm và có nguyện ước rằng nó sẽ noi gót cái con đường đó để giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Dĩ nhiên là khi mà có được quyết định này đó
thì Thái tử Siddhartha không hề có nhu cầu lập ra tôn giáo mới gì hết á. Đơn giản là tìm con đường giải thoát. Và cái phương pháp mà Ngài làm đó cũng là mô phỏng con đường đã có. Trong đầu Ngài lúc đó đó chỉ nghĩ đến chừng đó thôi. Tức là quyết định không làm vua, trở thành nhà tâm linh. Thì từ cái việc mà chứng kiến cảnh già bệnh chết đại diện cho thế giới khổ đau, và đạo sĩ đại diện cho thế giới giác ngộ giải thoát, vấn đề đặt ra là Thái tử Tất Đạt Đa làm gì để được đi tu? Thì văn học kinh điển á, có mô tả một cái sự kiện thôi, đó là Đức Phật sinh vua cha, thì vua cha từ chối. Điều mà Đức Phật sinh đó, đó là làm thế nào để con không bị già, không bị bệnh và không bị chết. Nó tương ứng với ba cái quan cảnh mà Thái tử Tất Đạt Đa đã tận mắt nhìn thấy khi vào ba cửa thành. Vua Tịnh Phạn lắc đầu, nói theo ngôn ngữ nôm na tiếu tiếu bây giờ đó là bó tay chấm cơm. Vua nói với con trai của mình rằng đó, con muốn cái gì cha cũng chịu, ngay cả ngai vàng này, nhưng con muốn không bị già, không bị bệnh, không bị chết, cha không thể nào có khả năng cho được. Vì cha cũng đang bị già, đang bị bệnh, vài năm nữa sẽ bị chết. Các tiên đế đã từng như thế cho nên mới cơ hội đến cha, và cha phải như thế mới cơ hội đến con, con cũng phải như thế thì mới có cơ hội đến Hoàng Nam La Hầu La. Và theo tôi đó, cái cuộc đối thoại đó, đó nó là một cái dấu chỉ ban đầu cho cha của Ngài thấy rõ lý tưởng mà Ngài hướng đến không phải là ngai vàng mà là một cái con đường tâm linh. Vấn đề còn lại đó là không chống thì chạy thôi, đó là thời gian và cái điều kiện thuận lợi nhất để cái việc thực hiện đó được thành công. Vấn đề thứ hai đó mà chúng ta cần phải suy gẫm, đó là cách lý giải về câu chuyện Đức Phật đi xuất gia. Thì trong kinh nó chỉ nêu một cái đoạn rất đơn giản thôi, đó là sau khi suy nghĩ ta cũng bị già, bị bệnh, bị chết, cho nên đó, các kêu bạn tuổi trẻ, kêu bạn sự sống đã kết thúc, và không có gì để ta cảm thấy là say đắm với các hạnh phúc trần đời, cho nên Ngài đã quyết tâm đi xuất gia. Về nhận thức đó đó, Ngài có chia sẻ với vợ của Ngài là công chúa Vajradhana hay không thì kinh không có đề cập đến. Từ đó đó, văn học dân gian của Phật giáo đã đặt ra cái giả thuyết, đó là Ngài trốn vợ đi tu. Và đi vào lúc nửa đêm cùng với người trợ lý là Chana, phiên âm là Sana. Và con ngựa được Ngài sử dụng để đi đó là Kanthana, Kanthaka, thường được phiên âm là ngựa kiềm trắc. Đó là một con loại ngựa khỏe, nó giống như là ngựa xích thố của cái thời kỳ Tào Quốc Chí ở bên Trung Quốc vậy đó. Rất là khỏe, chạy rất là nhanh. Thì sư Dứt Hạnh là người đầu tiên đưa ra cách thức lý giải mới về con đường đi xuất gia của Đức Phật Thích Ca. Đó là không trốn giống như các giả thuyết từ trước đến giờ, mà là có một cái sự thuyết phục. Đó. Bắt đầu từ cái việc công chúa Vajradhana từ chối, nhưng sau đó dần dần cảm thông được với lý tưởng cao quý của chồng. Cho nên đó, công chúa Vajradhana đó chẳng những đồng ý, sau đó mà còn là người
hay là sắp xếp cái cuộc ra đi. Và tôi thường gọi đó là đạo diễn cái cuộc xuất gia của Đức Phật. Thì quyển Đường Sư Bay Trắng của Thiền Sư Dứt Hạnh đó là viết theo cái mô tiếp này. Đó là tác phẩm đầu tiên đề cập đến góc độ đó. Và phim Cuộc Đời Đức Phật do kênh truyền hình GTV thực hiện dưới sự bảo trợ của tỷ phú Modi Ấn Độ, gồm có 55 tập đó, là cũng dựa vào kịch bản của Đường Sư Mây Trắng và cũng khắc họa với cái bức tranh đó. Thì tôi thường lý giải thêm là vì đã có được cái sự hiểu cảm thông và hy sinh của công chúa Giê-ru Đà La, cho nên đó, đạo diễn là công chúa Giê-ru Đà La đó giấu đi một tình tiết mà ngay cả thái tử Siddhartha cũng không biết. Tức là sau khi sắp xếp cho người trợ lý là Chana cùng với một cái gói tư trang nhỏ với con ngựa kiền trắc, thì công chúa đã sắp xếp có một cái yến tiệc ở trong vương thành Kavavastu. Sau khi ăn yến tiệc xong rồi đó, các binh lính đều đã say rượu và ngủ say, toàn bộ chìm ở trong giấc ngủ sâu. Thì cái việc ra đi của thái tử Tất Đạt Đa mới thành công và trót lọt. Có một tình tiết mà đạo diễn Gia Du Đà La đã không tiết lộ với chồng của mình, đó là đến lúc nửa đêm ra đi đó thì bà giả vờ đang ngủ say. Thì Văn Học Dân Văn Phật Giáo mô tả cái tình tiết này rất là hay quý vị. Thái tử Siddhartha đó rất thương vợ của mình, bước vào loan phòng nhìn vợ để tạ từ lần thứ nhất. Rời khỏi loan phòng, thái tử đi vài bước không đành, quay trở lại nhìn vợ với lòng thương yêu và biết ơn lần thứ hai. Rời khỏi loan phòng đi được cả chục bước, thái tử quay lại lần thứ ba, nhìn một cách chiều mến, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất. Lúc đó mới ngoảnh mặt, dứt khoát rời khỏi loan phòng và đi luôn. Thì đến lúc đó, công chúa Yajurala mới bắt đầu mở mắt ra, nhỏ những giọt nước mắt thông cảm và đau xót ở trên đôi má của mình. Đau xót là bởi vì phải kết thúc cái cuộc hôn nhân 13 năm. Và xúc động là vì muốn ủng hộ chồng của mình trên lý tưởng mới, đó là tìm kiếm phương pháp để giải quyết các vấn nạn khổ đau cho con người. Tại sao Văn Học Dân Gian Phật Giáo, mặc dù kinh không có đề cập, là đặt ra giả thuyết là chốn công chúa đi tu, là bởi vì họ dựa vào cái tình tiết đó. 2 năm sau, kể từ lúc giác ngộ với cội Bồ Đề đó, thì Đức Phật Thích Ca đã quay trở về Kavalavastu, và chỉ còn 10 mấy cây số nữa thì ở ngay cái huyện gần đó, thì vua Tịnh Phạn và hoàng gia, trong đó có hoàng tử La Hầu La, đã nôn nóng đến độ không thể chờ đợi được nữa, cho nên phải đi tế để rước Đức Phật từ xa. Thì trong cái chuyến đi rước đầu tiên này, nó không có công chúa Giê-ru Đà La, thì người ta mới đặt ra cái giả thuyết là công chúa hờn giỏi là vì Đức Phật đi tu không báo cho bà biết, cho nên bà không thèm tiếp Đức Phật. Cho ta dựa vào cái tình tiết đó để ta đặt ra cái giả thuyết là đi tu trốn. Vì trong kinh không có nêu tình tiết này, cho nên á, chúng ta được quyền đặt ra giả thuyết khác. Và giả thuyết đó mà tôi đề nghị đó,
là chúng ta nên đi theo giả thuyết của thiền sư Giác Hạnh, rất là ấn tượng. Với một người có hiểu biết, có lý tưởng lớn, thông minh xuất chúng, năng lực văn võ song toàn như Thái tử Siddhartha, thì không có lý do gì mà Ngài phải đi trốn vợ của Ngài. Ngài chỉ trốn cha của Ngài thôi, vì cha của Ngài đã quản lý Ngài chặt chẽ từ lúc mới sinh ra cho đến lúc 29 tuổi mà. Cho nên nếu mà bại lộ cái kế hoạch này là Ngài không thể nào đi tu được. Đang khi tâm vị của Ngài không phải để làm vua. Với sự sắp xếp của công chúa Yayudala, thì Thái tử Tất Đạt Đa và Chana đó đã vượt cửa đông của Kapilavastu. Thì đoàn hành hương của tôi đó lần nào cũng dừng chân lại tại địa điểm này. Đối diện với cổng thành đông của Kapilavastu đó, khoảng một cây số rưỡi, thì có một cái ổ đất mà người ta tương truyền đó, từ thế kỷ thứ 6 trước tiên lịch bây giờ, trải qua nhiều cái thể chế chính trị, chính phủ Ấn Độ cổ đại và chính phủ Nepal hiện nay đều không sử dụng cái khu đó. Và đó là nơi mà con ngựa Kanthaka, sau khi làm nhiệm vụ lịch sử là chở Đức Phật và Chana vượt qua sông Anoma, thì Thái tử Tất Đạt Đa đó đã cạo tóc của mình, mở áo lông bào, trả tất cả các trang sức phẩm giao cho Chana và yêu cầu Chana đem về để trình cho vua Tịnh Phạn như một dấu chỉ rằng Ngài có mất tích và cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng vì Ngài chọn con đường đi tu thôi. Thì con ngựa Kanthaka đó đã quyết định không vào hoàng cung nữa và đã dừng lại ở ngay cái đồi đó, đứng cho đến lúc nó chết. Cho nên cái ụ đất đó đó, người ta đã chôn cái con ngựa Kanthaka này. Thì bây giờ cái đồi đó nó vẫn còn nguyên, chính phủ Nepal vẫn rất là tôn trọng cái quần thể di sản văn hóa thế giới Kapilavastu, không có canh tác gì trên đó và cũng không có để cho ai xây nhà trên đó hết, chứ để giữ làm một cái di tích lịch sử. Có nghĩa là con ngựa kiền trắc đó rất là cảm động với cái sự ra đi của chủ nhân của mình là Thái tử Siddhartha, cho nên nó không muốn tiếp tục phục vụ cho bất kỳ ai khác. Có nhiều con người khôn đó, nó như thế, nó trung thành với chủ duy nhất của nó thôi. Thì nó tóm lại đó, cuộc sống thời niên thiếu, hôn nhân, việc dạo bốn cửa thành để dẫn đến cái việc đi xuất gia của Đức Phật đó là một câu chuyện rất đẹp. Phật giáo Đại thừa đó thì cho rằng ngài Đức Phật Thích Ca đó đi xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2. Còn trong kinh điển Pali, kinh điển Nhất Thiết Khổ Bộ thì không có đề cập đến ngài. Điều mà chúng ta rút ra từ cái câu chuyện này đó là để có cơ hội phụng sự nhân sinh ở phạm vi lớn, chúng ta phải mạnh dạn từ bỏ các cái hạnh phúc nhỏ hơn, gọi chung đó là hạnh phúc trần đời. Và Đức Phật Thích Ca đã chọn được rất đúng, bỏ lại hết tất cả mọi thứ sau lưng, gồm ba phương điện, vợ đẹp và Yayudala như hoàng hậu hoàng vũ,
rồi cơ hội hưởng thụ với các tiện ích cao cấp nhất. Để thực hiện lý tưởng cao quý hơn, đó là làm thế nào để giúp cho con người đó vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên để thành tựu một cái gì đó, đó chúng ta phải biết cái nghệ thuật đó, buông bỏ. Chọn lựa là một kỹ năng bỏ lại hết tất cả những thứ không cần thiết để chọn lấy cái gì đó thật sự có giá trị. Mỗi người chúng ta phải đặt ra bài toán đó cho mình. Khi các bạn chọn lựa nghề nghiệp, các bạn bỏ qua những cái cơ hội của nghề ABC, các bạn chọn lấy một cái nghề đó. Khi kết bạn, các bạn cũng đặt ra cái sự chọn lựa chơi với ai. Rồi khi lấy vợ hay lấy chồng, các bạn bỏ qua các ứng cử viên sáng giá khác, chọn lấy một người thôi để trở thành người đồng hành. Cái sự chọn lựa đó phải chuẩn xác và có giá trị, mà không về sau này là lãnh đủ. Thì Đức Phật đã chọn con đường tâm linh chứ không chọn con đường đế vương. Thứ hai đó là mỗi một cái cuộc đời vĩ đại của một bậc vĩ nhân đó, nó đều có một cái bước ngoặt rất quan trọng. Tới Phật Thích Ca, bước ngoặt đó nó diễn ra vào năm ngày được 29 tuổi. Lẽ ra nó diễn ra sớm hơn nè. Nhưng mà vì vua Tịnh Phạn là giáo dục ngài đó bằng một cái phương pháp là che mắt bịt tai, giấu hết tất cả các cái đau khổ niềm đau của thai nhân trong đời sống dân gian, và chỉ cho nhìn thấy những cái cảnh tráng lệ, huy hoàng, hạnh phúc, rồi hưởng thụ thôi. Do cái nghịch cảnh đó, nếu không có cái nghịch cảnh đó, thì ngài đã có thể đi tu sớm hơn. Và chúng ta phải biết tận dụng bước ngoặt quan trọng trong cái cuộc đời của mình. Có người nó xảy ra ở lúc mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, ba mươi tuổi. Mà cái tuổi 30 đó thường là cái tuổi mà lập nên đại nghiệp. Các bậc sáng lập tôn giáo đó đều truyền đạo ở tuổi 30. Đức Phật Thích Ca thì truyền đạo ở tuổi 35. Chúa Giê-xu thì truyền đạo ở tuổi 30. Khổng Tử khi bỏ quan đó về làm thầy dạy học đó thì cũng ở tuổi 30 hoài. Và các khoa học gia nổi tiếng đó cũng đạt được cái đẳng cấp cao của mình đó ở cái tuổi 30. Đó là cái tuổi đẹp nhất của một kiếp người. Và nếu như mà mình là gây dựng sự nghiệp sớm hơn ở tuổi 20 đó, thì làm sao cho đến tuổi 30 đó nó là chói sáng. Còn về việc học á, nếu học bài bản lên tới chốn á, thì đến tuổi 28 là đã hoàn tất được tiến sĩ rồi. Người giỏi hơn học nhảy lớp thì 26 tuổi là có thể hoàn tất được tiến sĩ. Một số xuất sắc nữa thì khoảng 25, 24 là đã xong tiến sĩ. Thì vậy là mấy năm còn lại cho đến tuổi 30 hoài là có thể là chói sáng sự nghiệp rồi. Cho nên chúng ta phải tự đặt ra được cái thời gian biểu các giai đoạn chính ở trong cuộc đời của mình. Đức Phật đặt ra là ở cái tuổi 29 ha. Rồi đến 35 là chói sáng ha. Và phụng sự nhân sinh một cách không mệt mỏi. Điều thứ ba đó, để có cái chiều sâu trong lập nghiệp hay bất cứ một cái sự nghiệp nào đó, thì các bạn cần phải dựa vào cái thực tiễn chứ không có lý thuyết. Mặc dù được học từ nhỏ, giỏi về võ thuật, lão thông về thế học và đạo học, Thái tử Tất Đạt Đa gần như học vài tháng là bằng cái tài năng của các thầy dạy chính cho mình.
Nhưng mà tiếp xúc với cái thực tiễn cuộc sống thì Thái tử Tất Đạt Đa hầu như không có cơ hội, bởi cái nền giáo dục bưng bít của hoàng cung Kapilavastu. Cho đến lúc mà chứng kiến bốn cửa thành thì như vậy là cái bốn lần đi là vi hành thôi, ba lần là vi hành cảnh sống người dân, và một lần thứ tư là vi hành gặp một đạo sĩ. Rồi nó tạo ra một cái tư phản, một bên đó là đại diện thế giới khổ đau với ba phương diện già, bệnh và chết, một bên đó là thế giới của lạc hạnh phúc qua hình thức của một đạo sĩ. Thì lúc đó nó mới tạo ra cái suy nghĩ để dẫn đến cái quyết định đúng, đó là chọn lý tưởng gì, lý tưởng nào và thực hiện nó như thế nào. Cho nên nếu chỉ học bằng cấp ở trong trường lớp mà bỏ đi tính hiện thực thì không chỉ các sinh viên đời khó thành công mà ngay cả các vị tăng ni cũng rất khó thành công. Có rất nhiều vị học xuất sắc ở các chương trình Phật học như là trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học, nhưng mà ra làm đã không thành công vì cái tính thực tiễn nó không có cao. Hiện nay thì các nhà tâm lý học phương Tây đó dùng khái niệm thông minh cảm xúc, emotional intelligence, như là yếu tố dẫn đường soi lối cho cái sự nhạy bén trước hoàn cảnh xã hội để có những quyết định đúng, và nó giúp cho người lập nghiệp thành công hơn rất nhiều lần so với việc đơn thuần chỉ có năng lực là chỉ số thông minh, intelligence quotient. Cho nên EQ đó nó không bằng là EQ. EQ là chỉ số thông minh cảm xúc. Thông minh cảm xúc nó bắt đầu từ những cái hiện thực, mắt thấy, tai nghe, tiếp xúc với những cái kinh nghiệm thực tiễn chứ không phải là kinh nghiệm lý thuyết nữa. Thì Đức Phật Thích Ca có một cái bước ngoặt lớn là nhờ có cái kinh nghiệm thực tiễn là ba lần đi dạo chứng kiến cảnh già bệnh chết với những cái lời đối thoại để hiểu sâu hơn về bản chất. Do đó, để làm các Phật sự thành công, chúng ta phải lấy hiện thực làm nền tảng, lấy cuộc sống của con người làm nền tảng. Cách thức thuyết giảng, ngôn ngữ sử dụng, ví dụ minh họa, phải là những thứ trong thế giới hiện thực. Như Đức Phật sử dụng rất nhiều các ảnh dụ, phương pháp so sánh, rồi nghệ thuật tu từ, các khái niệm, cho đến những cái câu chuyện dụ ngôn, rồi các câu chuyện ngụ ngôn đều bắt nguồn từ cuộc sống của người Ấn Độ cổ đại hết. Nên khi mà nói ra những điều đó là ai cũng hiểu được bằng phương pháp liên tưởng. Ví dụ như Ngài nói chân lý của Ngài đó, nó giống như là tiếng rống của con sư tử. Ấn Độ nơi nào cũng có con sư tử. Thời xưa đó, rừng nào cũng có sư tử. Đang khi rất nhiều nước châu Á và châu Âu không có sư tử, Việt Nam, Trung Quốc không có sư tử, cho nên mới nói con cọp là chúa Sơn Lâm. Thực ra là sư tử mới là chúa Sơn Lâm. Tại sao sánh ví chân lý mới của Ngài là con sư tử giống như tiếng rống ở trong rừng? Là bởi vì nếu ai mà có kiến thức về sinh vật học đó, thì khi con sư tử mà nó rống lên cái tiếng rống đó nha, ngay cả con voi to đùng nó cũng hoảng sợ. Con voi có thể lớn hơn con sư tử gần 20 lần về cái thân tướng ấy, nhất là voi chiến của nhà vua. Còn các con trâu, con bò nó phải lớn hơn con sư tử gấp 5 lần. Nhưng mà nghe tiếng rống của sư tử đều sợ hết. Để muốn nói rằng là các học thuyết nhất thần, đa thần, vô thần ở Ấn Độ thời Đức Phật đều bị khuất phục trước chân lý mới của bốn sự thật thánh, gọn lại là bát chánh đạo, được Đức Phật khám phá. Do đó chúng ta phải lấy hiện thực làm nền tảng, làm đạo phải ngay trong lòng hiện thực, ngay trong lòng cuộc sống này,
thì mới có cả cơ hội đó phụng sự thành công cho đại đa số con người. Trước khi kết thúc thì tôi kính thông báo và kính mời quý vị đăng ký hoàn tất lễ quy Tam Bảo online vào ngày mốt, tức là 3 tháng 5 2020. Hiện nay là có khoảng gần 500 người đăng ký rồi. Thì các cái lễ quy vào ngày và mùa Phật đản của những năm trước trung bình là 900 người. Và năm nay do vì thực hiện giãn cách xã hội, chúng ta không thể tổ chức đông hơn 20 người theo quy định của Thủ tướng. Nên không còn cách nào khác, chúng ta phải tổ chức quy y online. Thì mong quý vị quan hệ đăng ký. Và để quy thành công đó, thì vào lúc 18 giờ của ngày 3 tháng 5 2020, tức là ngày mốt đó, thì các bạn phải có một đường truyền internet, hoặc là bằng iPhone, iPad, laptop, desktop. Còn ai không có thì ra mấy cái tiệm internet đăng ký giờ, nó chỉ có vài ngàn đồng một giờ thôi. Thì các bạn có thể đến chùa Giác Ngộ để có áo tràng đồng phục dành cho nam, dành cho nữ, rồi nhận các cái bộ kinh sách ấn tống từ Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ở văn phòng của quỹ tầng G của chùa Giác Ngộ. Hoặc các bạn có thể đăng ký trên Facebook và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, hay là trang web quỹđạophậtngaynay.com, cái mục nhận cái sách ấn tống. Rồi bây giờ thì các bạn có thể chuẩn bị làm bàn thờ Phật nếu nhà chưa có bàn thờ. Chúng ta cần phải có một gốc thờ thể hiện sự tôn kính. Nếu các bạn không phải là chủ gia đình thì thuyết phục cha mẹ mình cho phép lập một cái trang thờ khiêm tốn ha. Và thỉnh tượng Phật về, đặc biệt là Phật Thích Ca. Thì ngày hôm đó các bạn chỉ cần làm đúng theo nghi thức thôi. Thì nghi thức nó sẽ trên màn ảnh á, thì có thêm lời giống như karaoke á, các bạn có thể đọc theo được. Còn ai cận thị hay viễn thị khó đọc trên màn ảnh nhỏ thì các bạn vào Facebook Thích Từ để download cái nghi thức quy Tam Bảo, sẽ bắt đầu đưa lên mạng vào sáng ngày mai ha. Thì các bạn có thể download xuống, in ra để nhìn theo văn bản, và cái nghi thức nó sẽ được hướng dẫn trực tiếp online. Các bạn cứ làm theo hướng dẫn thôi. Đặc biệt là tiếp nhận ba ngôi tâm linh và giữ năm điều đạo đức thì các bạn chính thức trở thành Phật tử. Thì rất mong quý vị vận động thân bằng quyến thuộc của mình nên chính thức nhận Đức Phật làm thầy vào ngày mốt, tức là mùa Phật đản năm 2020 này. Kính chúc quý vị được an lành, hạnh phúc và hanh thông.